Bây giờ hai món ăn đã chuẩn bị xong rồi. Cái quan trọng nhất đó là chào đón giám khảo của chúng tôi. Vỗ tay cho giám khảo Nguyễn Trần Gia Quy. Chào tôi. Chào tôi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Kỳ này sao kỳ vậy? Không có giám khảo hả? Cũng đi liên hệ nhiều chỗ mà người ta kẹt hết trơn rồi. Cho nên là quyết định tự tổ chức, tự cho thi, tự chấm luôn. Không, mẹ em cũng tin tưởng lắm, chiếc lưỡi này là chiếc lưỡi thần thánh. Rồi, bây giờ thì với một cái người mà làm theo suốt cái chương trình này thì chắc chắn sẽ là công một tâm. Người rất công tâm. Dạ. Mọi người tin tưởng. Tin tưởng. Anh tin em không? Tin chứ. Tin, cái mặt đó là tin rồi. Tin. Ngoại tin không? Tin. Lúc nào ngoại cũng tin con. Long Chuôn. Tin. 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 Rồi. Không hỏi tôi. Không, không còn hỏi tin là tin rồi, hỏi gì đó. Rồi, tất cả mọi người đều tin tưởng Su Su. Cho nên cái trọng trách này rất là nặng nề. Rồi, ăn gà trước nha. Có bên trong chưa chín rồi. Chín rồi bà ơi. Chăm lo nó chưa chín. Chín rồi mà đúng không? Nè, ở trong đây nó đã chín rồi mà. Trời ơi, bây giờ bán món này. Gà ri cá lần đầu tiên ăn luôn. Trời ơi, ăn mà mưa phùn lất phất đã. Thiệt. Yeah. Thử đi. Trời ơi. Không còn gì nói hết trơn. 10 điểm, ăn thử đi. Ngon ha. Ngon. Thôi càng ngon quá à. Sau khi mà thử hai món thì thật ra cái thái độ của Su Su khi thử món thì mọi người biết đội là thắng. Thôi nhưng mà kết luận đi. Kết luận phần thắng của ngày hôm nay ở thử thách đại chiến ẩm thực đã thuộc về Ngoại Vũ Hà. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Tuyệt vời. Cái gì vậy trời? Hả? Tao lột một tấm giảm ra nha. Mà, sao vậy? Tao mày khen tao dữ vậy, tao mà mày... Ngon, không, mà nói công bằng là ngon, thiệt sự. Nhưng mà đâu phải, ngon là nhất định phải thắng. Đúng rồi. Như đăng thi nấu ăn rồi. Em là giám khảo. Đúng rồi. Em không phải là chuyên gia ẩm thực. Đúng rồi. Em không có chấm theo món ăn. Đúng rồi. Em chấm theo mối quan hệ. Tập này, phần thắng tuyệt đối nghiêng về đội của ngoại Vũ Hà. Không mà tuyệt đối nữa trời, gà sống mà. Từ sẵn là làm cho vui hả? Tuyệt vời quá, hay quá. Trời đất ơi, vậy là sao chương trình kỳ vậy? Còn muốn nói gì không? Không à. Cuộc sống đó quý vị. Đó thấy không? Trong một... Hắn mà vẫn ăn đồ ăn của mình kìa. Cái gì vậy? Nói là ngon hả? Trong cuộc sống quý vị và các bạn. Không quý vị và các bạn mà nhìn vô, nhìn như vậy mà không phải như vậy. Đúng. Ngon chưa chắc. Anh gà nữa không? Ngon. Quý vị và các bạn, hãy xem chương trình này và học hỏi. Trong cuộc sống nó kinh khủng khiếp lắm. Nó vất vả nhưng thật sự nhìn vô họ rất là sung sướng. Đó, cho nên là cái gì nó trắng thì quý vị và các bạn khoan ha, kêu nó trắng. Mà khi mà nhìn thấy màu đen thì quý vị chưa chắc nó đã màu đen. Đó. Rồi, đi theo ngoại, đi theo nó lên. Trời ơi. Trời, cái gì vậy trời? Nhìn đi. Đó, tự nhiên lôi con vô đây làm cái gì? Trời ơi, một cái shop và nổi tiếng ở Buôn Mê Thuột luôn, bán đồ đẹp không? Cái đẹp cái kể người ta tự nhiên. Trời ơi, bữa nay tự nhiên lôi đi giống như bắt cóc vậy trời. Trời ơi, rồi. Hôm nay ngoại sẽ mua đồ tặng cho con. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Ngoại mua đồ tặng chưa? Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, bữa giờ quay mơ là mơ. Không tỉnh, tỉnh. Tỉnh ngoài đau nha, tỉnh. Ngoại mua đồ tặng con thiệt hả? 5 món. Thôi nha, dụ vô rồi mua vào đóng rồi kêu con trả tiền, không có trời tiền. Trời ơi, con nghĩ đi, con bạn là bạn thân với Đàm Vĩnh Hưng. Thì phải giàu ngang nhau mới là bạn được. Mà Đàm Vĩnh Hưng hát á 500 triệu thì nó phải xài hết 480. Trời ơi. Còn ngoài này hát được 95 triệu, xin đủ xin người ta thêm 5 triệu nữa là 100 ngoài kết. Trời ơi, hay quá ngoài ơi. Giờ vô mua đồ. Đi vô mua. Vô mua. Thấy không?
nhưng mà không khi nào mà khơi khơi mà dẫn đi mua đồ hết trơn. Thì lý do gì không? Không có lý do gì hết trơn. Tại thấy con làm MC thấy tội nghiệp mà Hưng nó chả có được đúng được nhiêu tiền đâu. Đúng không? Cảm động quá. Lần đầu tiên thấy ngoại đàng hoàng cái con. Đó, thấy tội nghiệp mua mấy bộ đồ. Không gì một mục đích gì luôn. Chứ ai đâu mà mặc mấy bộ đồ mà cho thuê rồi mới cho đồ đạt gì mà. Thế lửa. Ừ. Lấy cái đồ mắc tiền vô, lấy đồ mắc tiền vô. Rồi hả, ngoại nhờ con chút xíu công chuyện thôi. Rồi ngoại đợi con chút nha, con đang lựa đồ nha ngoại nha. Ừ, con cứ lựa đi. Dạ. Võ nào mắc nhất gì? Mắc nhất à? Mắc chết đây đi. Đây. Cái này có hợp với em không? Trời ơi, nó hợp với em lắm gì ơi. Trời ơi, ngoại ơi, bất ngờ quá. Đồ giày nữa kìa. Là thêm luôn hả? Trời ơi, đây, giờ đôi nào mắc nhất chị? Rồi, đôi này lóng lánh luôn, bao nhiêu chị? Đôi này á? À? Dạ. Đôi này 25 triệu. Louis Vuitton nè. Là, Louis Vuitton. Ngoại triệu luôn hả? Ở cái này trời ơi, tính ra làm gì tới 200 ta. Không có bình thường, bình thường. Cái này giống như đang làm mơ rồi, trời bất ngờ quá ngoại ơi. Đừng có lo, tính tiền. Dạ, tính tiền. Chắc chưa? Dạ. Dạ, chị ơi, tính tiền giùm em. Dạ. Đây, quẹt thẻ cho em. Hỏi nhỏ cái này. Nãy ngoài kêu nhờ con giúp cái gì á? Cái chuyện ở trong tầm tay của con thôi. Lần này, hiểu không? Dạ. Yeah. Mình mời, khách mời làm ban giám khảo á. Dạ. Yeah. Con hủy hết vé đi. Trời, nó delay, nó không có lên được. Mời hết rồi. Nhưng mà mình sẽ làm sao để cho nó hở là bị delay. Xong rồi nó không có vé, nó bay lên đây được để nó chấm điểm. Rồi con sẽ là ban giám khảo. Con là ban giám khảo. Đúng rồi. Chấm anh Hưng thắng. Nó thắng. Hưng thắng. Là cái đống đó. Trời ơi, con nghĩ đi. 200 triệu mà con chấm đồ ăn chấm điểm thắng có gì đâu. Không có cái gì mà mắc cỡ với cái lương tâm mình hết trơn á. Dễ ọp. Rồi con rồi làm sao? Khách mời con báo với biên tập là khách mời nó bị xô. Hiểu không? Cái gì? Thật ra con làm chương trình này với một cái tấm lòng thiện nguyện nè ha. Rồi với lại cái sự công bằng nó để lên hàng đầu. Mà nhưng mà thắng ngoài sẽ thắng. Đúng rồi. Ngoài sẽ thắng. Rồi con là một người biết thông minh, biết suy nghĩ. Con phải biết cho con chứ. Hiểu nhưng không? Mà chắc chắn dòng này ngoài phải thắng. Dù mua không mua gì cũng thắng hết á. Không phải. Còn cái này tặng con thôi, hiểu không? Chứ không có phải lấy lòng đâu. Đúng rồi, tại vì ngoài nấu ăn rất ngon. Ừ, nó vậy đó, nhưng mà không có sao đâu, miễn sao mình thắng. Chứ miễn sao thắng được trời. Miễn sao mình thắng được. Trời. 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 Cảm ơn. Em cảm ơn chị. Trời ơi. Sao mà bất ngờ quá vậy trời ơi. Chắc chắn tầm này ngoại sẽ thắng. Con ta ăn nè. Ngon không em? Ăn thử miếng gà nữa không? Dở. Nhưng mà thắng. Đúng. Trời ơi, gì kỳ vậy? Tôi không hiểu nổi luôn á. Và chương trình đại chiến ẩm thực rất là cảm ơn du lịch sinh thái Cô Bư Buôn Đôn đã hỗ trợ và đồng hành cùng với chương trình. Và lại một lần nữa thực tế được công bố đó là phần thắng đã thuộc về đội của Ngoại Vũ Hà. Trời ơi, gì kỳ vậy? Trời ơi, cho giải. Cho thắng một cái phẫn nộ trời mưa luôn. Thôi đi không? Công Lý ở Việt Nam cũng chỉ là một diễn viên hài thôi.